Mùa cốm Tây Bắc bắt đầu từ khoảng giữa tháng 7. Để làm ra những hạt cốm xanh thơm ngon, khi lúa chín vừa tới trên nương, người dân tộc gặt về nhà vò lấy hạt, sẩy bỏ những hạt lép, hạt chưa chín tới, để riêng những hạt lúa đã vào độ chín bùi. Người làm cốm phải chọn những hạt lúa nếp nương vừa chín tới, đem rửa sạch phơi khô rồi mang đi rang. Quy trình làm cốm nếp nương rất cầu kỳ và phải là người có kinh nghiệm. Lửa rang cốm phải vừa đủ, không to, không quá nhỏ. Ngoài ra phải chú ý rang đều tay, không để hạt chín, hạt sượng và rang đến khi mùi nếp dậy lên thì đã chín dẻo và đổ ra mệt. Những năm trước thì giá cốm xanh Tây Bắc thường là 180.000 đồng 1 kg, được rất nhiều khách đặt hàng. Nhưng năm nay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, loại cốm xanh không xuất khẩu được và tiêu thụ đi các tỉnh cũng rất chậm. Bởi thế giá cốm giảm mạnh chỉ bằng một nửa so với các năm trước, còn 90.000 đồng 1 kg. Loại cốm Tây Bắc có thể để hấp xôi, nấu chè, làm bánh, làm chả đều rất ngon và đậm đà chuẩn vị. Vì giá cốm rẻ, hợp túi tiền nên rất nhiều khách đặt hàng mua thử. Tuy nhiên vì lợi nhuận mà nhiều người bán cốm đôi khi sử dụng các loại hóa chất bảo quản hay nhuộm màu cho đẹp. Bởi thế để lựa chọn được loại cốm tươi ngon, đảm bảo an toàn thực phẩm, khách mua chỉ nên mua cốm ở những địa chỉ bán hàng uy tín.